Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với trận tranh hạng 3 Copa America 2019, trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Chile. Thưa quý vị, Messi và các đồng đội đã có một trận đấu quả cảm trước Brazil song vẫn phải nhận thất bại với hai bàn thua. Lúc này họ vẫn còn một trận tranh hạng 3 cuối cùng để vớt vát niềm tin từ phía người hâm mộ. Có lẽ nhiệm vụ này còn khả thi hơn khi mà đối thủ của Argentina lúc này chỉ là Chile. Chile đã chính thức trở thành cựu vô địch khi nhận thất bại 0-3 trước Peru ở bán kết đó là trận đấu mà họ cho thấy năng lượng cạn kiệt từ các ngôi sao của mình cũng cần phải nói thêm rằng trong khi argentina thi đấu trước và được nghỉ hơn một ngày thì chile chỉ có hai ngày để nghỉ ngơi đó là lợi thế lớn cho messi và các đồng đội còn bây giờ sẽ là đội hình dự kiến của hai đội bên phía các cầu thủ argentina họ sẽ chơi với bộ đôi aguero và martinez trên hàng công hỗ trợ các anh là messi trong khi đó di maria losenso sẽ chơi ở hai cánh và tiền vệ phòng ngự của argentina là paredes bốn cái tên ở hàng thủ gồm có Fico, Foyt Fernes Mori, Saravia và thủ thành Armani. Bên phía Chile, họ vẫn trung thành với sơ đồ chiến thuật gồm có Vargas trên hàng công và hai bên cánh gồm có Alexis Sanchez và Sagan. Ba cái tên chơi tiền vệ gồm có Arangui, Punga và Vidal. Bốn cầu thủ hàng phòng ngự gồm có Busquets, Maripang, Medan, Isla và thủ thành Arias. Thưa quý vị, bây giờ sẽ là hai cái tên đang chú ý của hai đội bóng này. Bên phía Argentina đó là Messi. Nỗi thất vọng lớn của Argentina giờ đây chỉ còn cơ hội duy nhất để mang lại danh hiệu cũng như niềm tin từ phía người hâm mộ. Đây có lẽ là trận đấu mà Messi không còn vướng áp lực và có thể chơi bùng nổ. Còn Alexis Sanchez đó là sự kỳ vọng của Chile. Một mùa giải đáng quên có lẽ sẽ khép lại nếu như Sanchez cùng các đồng đội giành được hạng 3 Copa America. Với kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Sanchez tiếp tục được kỳ vọng cánh vác hàng công của Chile. Còn bây giờ sẽ là tỷ lệ của trận đấu này. Vâng thưa quý vị, tỷ lệ của trận này là Argentina chấp Chile một nửa trái. Việc được nghỉ ít hơn một ngày khiến Chile thiệt thòi hơn về thể lực ở trước Argentina ở trận tranh hạng 3. Với tỷ lệ này thì có thể tin rằng Messi cùng các đồng đội sẽ chơi hết mình để để lại chút dấu ấn ở giải đấu năm nay. Và bây giờ sẽ là tỷ lệ tài xỉu. Tỷ lệ của tài xỉu của trận này là 2-3 phần 4. Argentina đang nghỉ hơn với 3 chiến thắng trong 5 lần đối đầu gần nhất. Hai chiến thắng của Chile đều đến ở những loạt sút luân lưu. Một trận đấu mang tính chất danh dự thế này thì có khả năng sẽ có nhiều bàn thắng và dự đoán của tôi Argentina sẽ vượt qua Chile với tỷ số 2-1. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.